bán cây hoa đăng tiêu ạ. Vào đầu mùa hè rồi, nhà em bắt đầu có những cái chậu đăng tiêu rất là đẹp luôn ạ. Đây ạ. Cái cây này là cái cây mà nó ngủ đông nhá. Đến mùa đông thì nó trụi hết lá và nó khẳng khiu. Nhưng mà cái cây nó vẫn không chết đâu ạ. Nó vẫn gọi là nằm, gọi là ủ sức sống như thế. Xong rồi đến mùa hè như này thì bắt đầu lại mầm lộc các thứ nó ra rất là đẹp luôn. Các anh chị có nhu cầu mà muốn mua cây đăng tiêu rất đẹp như này thì vui lòng alo ạ. Số điện thoại là 097 797 3535 ạ. Cảm ơn các anh chị nha.